Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, kem đánh răng phải bóc từ dưới lên chứ. Chứ không phải lấy từ giữa nó sẽ tiện hơn sao? Nhưng mà kiểu này lãng phí lắm. Nhưng mà từ nhỏ đến giờ em đã dùng như vậy rồi. Xem ngang thế nhở? Anh đừng có quan tâm đi. Thôi nhanh lên, bố mẹ đang đợi rồi đấy. Em không có đi đâu, anh đi đi. Thích làm gì làm, không đi anh tự đi. Trong tình cảm cứ cố chấp, có phải sẽ ngày càng xa đối phương không? Anh đi đâu đấy? Anh đi về đám cưới em họ anh, về quê mấy hôm. Anh đi bao lâu? Đi 3 ngày. Sao lâu vậy? Anh không sợ em ở nhà một mình sao? Em thì sợ cái gì? Em dũng cảm mạnh mẽ như thế cơ mà. Đùa anh à? Anh! Dần dần tôi mới phát hiện ra rằng trách nhiệm trong tình cảm của anh ấy ngày càng ít. Tôi cảm thấy anh ấy ngày càng xa cách tôi. Chị đừng có cố gồng mình lên quá. Phụ nữ càng tỏ ra mạnh mẽ thì đàn ông lại càng không muốn lại gần. Vậy chị phải làm sao? Phụ nữ ngu ngốc sẽ tỏ ra mình mạnh mẽ. Phụ nữ khôn ngoan sẽ tỏ ra mình yếu đuối. Chị tự động thay đổi thì anh ta sẽ tự động thay đổi thôi. Vậy ý em là chị phải tỏ ra là mình yếu đuối sao? Trong chuyện tình cảm á, đừng tranh đấu việc thắng hay thua. Phụ nữ mình nhiều lúc cũng nên biết mềm yếu một chút và nhận sai. Đó là cách thông minh để giữ chân đàn ông. Mình nhớ đúng chỗ này mà ta. Này chị đường lung tung quá nè. Alo. À chồng ơi, em bị lạc đường rồi. Với lại nãy giờ em phải đi giày cao gót, đi bộ nữa, đau chân lắm. Anh đến đón em nhá. Ừ, thế để anh đến luôn. Là sao em đi công tác xa nhớ mang đôi dép mà đi. Đi. Chồng ơi, chồng lấy giúp em cái này với. Đúng là trong nhà là không phải có đàn ông. Ồ, sao cái này cứng vậy? Chồng mở giúp em với. Đấy, xong rồi. Chồng giỏi quá. Sao đây em? Ống nước bị hư rồi ạ. Tránh ra để anh sửa cho. Được rồi đấy. Anh siêu thế, đi sửa ống nước cũng biết làm. Mấy cái này đơn giản mà. Sau này mấy cái việc này cứ bảo anh đừng có đụng tay vào. Em nói đúng quá đi. Đúng là không giống như trước nữa rồi. Đương nhiên rồi. Con gái càng ương bướng càng cố chấp thì chỉ tự làm khổ mình thôi. Đàn ông á, ai cũng có mong muốn làm anh hùng hết. Chị phải biết cách để cho anh ấy cảm giác muốn bảo vệ. Bởi vì sau cái mong muốn ấy á, là một trách nhiệm của người đàn ông đối với chị. Em nói có lý. Alo, Trung à? Đi suối nước nóng thì được, nhưng mà lại một đêm thôi. Chị dâu mày ở nhà mình anh không yên tâm. Thế nhá. Hai em ngồi chơi nhá, anh đi thay cái áo đã. Mai, nãy giờ để anh Đạt khiêng như vậy á, có phiền quá không? Không phiền đâu, với lại nặng mà, tôi đâu có khiêng được. Xạo quá à, bữa thang máy công ty bị hư quá, tôi thấy bà khiêng cái hộp đó lên 8 tầng luôn, có sao đâu. Mai ơi! Sao vậy anh? Mấy cái áo phông của anh đâu? Đây, em nói với anh bao nhiêu lần rồi là toàn bộ áo thun đều ở đây hết cả nè. Đây. Hóa ra là ở đây à? Ừ. Thơm đấy nhở? May mà nhà này có em ấy. Có em quần áo thơm tho, nhà cửa sạch sẽ. Chứ sao nữa, không có em là không được đâu nha. Chứ còn gì nữa, không có em anh chả làm được cái gì cả.